xin chào các bạn chào mừng các bạn đến với kênh khám phá lịch sử tôi là ngọc mai và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau du hành về cuối thời trần đầu thời lê sơ một giai đoạn lịch sử đầy biến động của đất nước lúc đó giang sơn đổi chủ vận nước nổi sóng biết bao câu chuyện bi thương đã diễn ra tôi rất tò mò muốn tìm hiểu về cuộc đời của những con người giữa hai triều đại ấy những số phận long đong phải gánh chịu những niềm đau khó tỏ Hôm nay chúng ta rất may mắn có được sự tham gia của chuyên gia lịch sử Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Long. Chào mừng anh Long. Chào Ngọc Mai, chào quý vị khán giả của kênh Khám phá lịch sử. Tôi rất vui được chia sẻ với các bạn những câu chuyện lịch sử thú vị ngày hôm nay. Ngọc Mai có biết điều thú vị gì về giai đoạn lịch sử này không? Thật ra, tôi chỉ hình dung được một giai đoạn rất hỗn loạn. Chắc hẳn cuộc sống người dân lúc bấy giờ rất khó khăn. Tôi cũng nghĩ chắc ít người có thể giữ được khí tiết khi vận nước đổi thay như vậy, đúng là một giai đoạn đầy biến động Ngọc Mai ạ. À. Tuy nhiên, vẫn có những con người kiệt xuất giữ vững lòng mình giữa cơn bão táp của lịch sử. Tôi còn nhớ câu chuyện về Hồ Nguyên Trừng, một thiên tài quân sự với nỗi đau âm ỉ trong lòng. Hồ Nguyên Trừng. Tôi biết ông là con trai của Hồ Quý Ly. Chắc hẳn ông đã có một cuộc sống giàu sang phú quý. Điều đó không sai, Ngọc Mai. Ông được sử sách Trung Hoa ghi nhận là người có công lớn trong việc chế tạo hỏa khí, được cả triều đình nhà Minh kính nể. Thậm chí, trong cung đình còn có tế kim cổ hiệu giác thiết pháo chi thần, tức là tế hồ nguyên trừng đấy. Thế nhưng, đằng sau hào quang ấy là một nỗi đau âm ỉ, dây dứt khôn nguôi. Ngọc Mai thử đoán xem đó là gì. Thật sao? Nghe có vẻ mâu thuẫn quá. Có lẽ là do ông phải làm việc cho triều đình nhà Minh. Chính xác. Nguyên Trừng đáng lẽ được kế vị cha, nhưng Hồ Quý Ly lại chọn Hồ Hán Thương. Hán Thương sau đó dâng biểu lên vua Minh, giả vờ là cháu ngoại nhà Trần để xin sắc phong. Một màn kịch được Minh thực lục ghi lại rất rõ ràng. Dù không được làm vua, Nguyên Trừng vẫn nắm giữ binh quyền. Ông từng nói với cha, thần không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân không theo mà thôi. Một câu nói cho thấy tầm nhìn chiến lược của ông, và rồi ông phải chế tạo súng cho nhà Minh, tiếp tay cho kẻ thù bắn vào đồng bào mình. Nỗi đau đó, âm ỉ trong lòng ông, thể hiện qua việc ông nhiều năm không nạp đơn xin thăng thưởng. Điều này thật thú vị quá. Vậy ông ấy có phản kháng lại không anh Long? Dù bị ép buộc, Nguyên Trừng vẫn giữ vững khí tiết, thể hiện lòng chung với dân tộc. Nhưng Triều Minh không buông thà ông, liên tục thăng chức, ban thưởng hậu hĩnh. Ông sống trong nhung lụa, nhưng mang trong mình nỗi đau không nguôi. Bên cạnh Hồ Nguyên trưởng còn có những người Việt khác cũng có số phận bi thương không kém trên chiến trường phương Bắc. Ngọc Mai có biết đến câu chuyện nào về họ không? Tôi chưa từng nghe đến. Chắc hẳn họ cũng là những người bị ép buộc phải làm việc cho nhà Minh. Năm 1449, vua Minh Anh Tông Bắc phạt, huy động toàn bộ lực lượng, kể cả người Việt lưu vong tại Trung Quốc. Những người này phần lớn từng theo nhà Minh khi họ cai trị Đại Việt rồi sang Trung Quốc sau khi Vương Thông bại trận năm 1427. Minh Thực Lục ghi lại việc Nguyễn Tông Kỳ và Trần Phục Tông tình nguyện tham gia chiến dịch. Tông Kỳ xin chiêu mộ người giao chỉ, còn Phục Tông xin huấn luyện voi chiến. Họ phải cầm vũ khí chống lại chính đồng bào mình, một nghịch cảnh đầy xót xa. Số phận của họ bèo dạt, sống ăn cơm chúa, múa tối ngày. Thật đáng buồn. Vậy còn trường hợp khác tương tự không anh Long? Còn trường hợp của Đào Quý Dung, một người Việt trung thành với nhà Minh, chống lại vua Lê Lợi. Ông được nhà Minh thăng chức chi phủ tuyên hóa, nhưng khi Lê Lợi thắng, Quý Dung phải chạy sang Trung Quốc xin định cư tại Vân Nam cùng gia đình. Sáu năm sau, ông để con trai là Đào Lộc trở về Đại Việt. Một sự lựa chọn đầy khó khăn giữa lòng trung thành với triều đại cũ và khát vọng trở về quê hương. Câu chuyện này cũng khiến tôi suy nghĩ rất nhiều về thân phận con người giữa những biến động của lịch sử của Lut Thảo. Nghe những câu chuyện này tôi thấy thật xót xa cho số phận của họ. Cảm ơn anh Long rất nhiều vì những chia sẻ đầy giá trị này. Quả thật, lịch sử không chỉ có những chiến công lẫy lừng mà còn chứa đựng những câu chuyện nhỏ bé đầy tính nhân văn. Qua câu chuyện của Hồ Nguyên Trừng, những người Việt trên chiến trường phương Bắc và Đào Quý Dung, chúng ta thấy được thân phận con người nhỏ bé giữa những biến động của thời đại. Họ là nạn nhân của thời cuộc, phải đưa ra những lựa chọn khó khăn mang trong mình những nỗi đau khó tỏ. Cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo của Khám phá lịch sử. Cảm ơn Ngọc Mai. Cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe.